Bà bá. Bây giờ em chào anh. Sẽ đến chỗ em là như này. Dạ vâng. Anh thì 1985, vợ anh thì 1997. Nhưng mà bây giờ thì Thủy Châu. Sinh nhật toàn đều Thủy Châu. Vâng. Em đỡ phải kiếm được đồng nào mà đầu tiên là vừa phải có thứ quý em trước. 1985 năm sau. Cậu hình con Châu. Đố khó thế. Này giải quyết mày hôm nay là mày không có đồng tiền đấy. Mày xác định không đi. Này. Đây, anh được em chưa đọc tên là. Đây là một cặp cho anh chị. 4/8/1997, 1985. Đúng năm sinh của mình, đúng năm sinh vợ mình, này con Châu, hai vợ chồng mình con Châu. Mày đưa anh à? Nó đẳng cấp luôn. Phùng bá mua tiền tệ, định giá gọi lại tiền. Gặp hai anh em, tặng anh em, mỗi anh em một tờ 10 tỷ cho may mắn nha. Bắt tay anh em, bắt tay anh bá nha. Zimbabwe. Đây tặng cho bọn anh đâu em. Một tờ 10 tỷ luôn. Zimbabwe. Cái tờ này tặng gì anh em? Hả? 20 tỷ. 10 tỷ, 20 tỷ. 20 tỷ. Cũng được. Được 2 tờ, chỉ thành 2 tờ này đó. Em mừng. 2 tờ. Giờ ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi. Tặng cho bạn bắt tay. Tặng cho bạn. Tặng cho bạn. Trường á? Ok, cảm ơn trường nhé. Tặng bạn. Bắt tay. Tặng cho bạn gì? Dạ, ok. Em bắt tay 6. Tặng em một tờ điểm. Bắt tay gì? Chưa chưa? Ồ, được rồi. Mình bắt tay 7. Bắt tay gì? Là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vẫn thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã khó ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rồi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại?